đây gọi là hữu giác hữu quán tam muội. Chặng giữa của sơ thiền và nhị thiền, đây gọi là vô giác hữu quán tam muội. Từ nhị thiền đến phi hữu tưởng phi vô tưởng định, đây gọi là vô giác vô quán tam muội. Tam tam muội này là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có thập niệm là đại bồ tát đại thừa. Những gì là mười? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm Xuất Nhập Tức, niệm Thân và niệm Tử. Mười chánh niệm này là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, bát bội xã và cửu thứ đệ định là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có đại bồ tát đại thừa chính là thập lực. Những gì là mười? Một là Phật biết như thiệt những tướng thị xứ, bất thị xứ của tất cả pháp. Hai là Phật biết như thiệt những nghiệp, những thọ pháp của chúng sanh khác, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết báo của chúng sanh khác. Ba là Phật biết như thiệt những tướng cấu tịnh sai khác của các thiền giải thoát, các tam muội và các định. Bốn là Phật biết như thiệt những tướng căn tánh thượng hạ của chúng sanh khác. Năm là Phật như thiệt biết những loại dục giải của chúng sanh khác. Sáu là Phật như thiệt biết vô số tánh loại sai khác của thế gian. Bảy là Phật như thiệt biết chỗ đến của tất cả đạo hạnh. Tám là Phật như thiệt biết túc mạng của mình và của chúng sanh khác từ một đời đến vô lượng đời, trong vô lượng kiếp có tướng như vậy, có nhân duyên như vậy. Chính là Phật thiên nhãn thanh tịnh hơn chư thiên, như thiệt thấy biết chúng sanh chết đây sanh kia, hoặc thiện đạo hoặc ác đạo. Mười là Phật biết như thiệt các lậu tận nên vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát. Trong pháp hiện tại tự chứng biết nhập vào pháp ấy, nghĩa là chứng biết như thiệt ta đã hết sanh tử, đã thành phạm hạnh, từ đời nay chẳng còn lại thấy có đời sau nữa. Mười trí lực này là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có đại bồ tát đại thừa chính là tứ vô sở úy. Những gì là bốn? Phật nói lời thành thiệt rằng ta là bậc nhất thiết chánh trí. Đối với những điều như thiệt gạn hỏi về các pháp của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở úy, an trụ ngôi thánh chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả hàng sa môn, bà la môn, chư thiên vương, phạm vương, ma vương cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở quý thứ nhất. Phật nói lời thành thiệt rằng ta là bậc tất cả lậu đã dứt diệt hết sạch. Đối với chỗ gạn hỏi như thiệt về lậu phiền não dứt diệt đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở quý, an trụ ngôi thánh chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả trời người cùng chúng sanh khác không chuyển được. Đây là vô sở úy thứ hai. Phật nói lời thành thiệt rằng đây là những pháp chướng ngại chánh đạo giải thoát. Đối với những lời gạn hỏi như thiệt về pháp chướng đạo đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở úy, an trụ bậc thánh chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả nhân thiên cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở úy thứ ba. Phật nói lời thành thiệt rằng những thánh đạo mà ta đã dạy quyết định có thể ra khỏi thế gian, theo đây thật hành thời có thể hết khổ. Đối với những lời cạn hỏi như thiệt về thánh đạo đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở úy, an trụ bậc thánh chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả nhân thiên cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở úy thứ tư. Tứ vô sở úy này là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có đại bồ tát đại thừa chính là tứ vô ngại trí. Những gì là bốn? Pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí. Đây là đại bồ tát đại thừa, vì bất khả đắc vậy. Lại có đại bồ tát đại thừa chính là thập bát bất cộng pháp. Những gì là 18? Một là thân của chư Phật không lỗi, hai là khẩu của chư Phật không lỗi, ba là ý niệm của chư Phật không lỗi, bốn là chư Phật không có dị tướng, năm là chư Phật không có tâm bất định,
sáu là chư Phật không có tâm chẳng biết rồi mà xả, bảy là nguyện dục không diệt, tám là tinh tấn không diệt, chín là chánh niệm không diệt, mười là huệ không diệt, mười một là giải thoát không diệt, mười hai là giải thoát tri kiến không diệt, mười ba là tất cả thân nghiệp của Phật đều theo trí huệ mà hiện hành, mười bốn là tất cả khẩu nghiệp đều theo trí huệ mà hiện hành, mười lăm là tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ mà hiện hành, mười sáu là trí huệ của Phật thấy biết thuở quá khứ không ngại, không chướng, mười bảy là trí huệ thấy biết thuở vị lai không ngại, không chướng, mười tám là trí huệ thấy biết thuở hiện tại không ngại, không chướng. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tự đẳng ngữ đẳng chư tự nhập môn. Những gì là tự đẳng ngữ đẳng chư tự nhập môn? A tự môn, vì tất cả pháp từ đầu vốn là bất sanh vậy. La tự môn, vì tất cả pháp ly cấu vậy. Ba tự môn, vì tất cả pháp đệ nhất nghĩa vậy. Giá tự môn, vì tất cả pháp chọn bất khả đắc vậy. Vì tất cả pháp bất diệt bất sanh vậy. Na tự môn, vì tất cả pháp rời danh tánh tướng bất đắc bất thất vậy. Lã tự môn, vì tất cả pháp thoát khỏi thế gian vậy, cũng là vì ái chi nhân duyên dứt diệt vậy. Đà tự môn, vì tất cả pháp thiện tâm phát sanh, cũng là tướng xả thí vậy. Bà tự môn, vì các pháp bà tự rời lìa vậy. Đồ tự môn, vì các pháp đồ tự thanh tịnh vậy. Sa tự môn, vì các pháp tự tại tánh thanh tịnh vậy. Hòa tự môn, vì pháp nhập vào các pháp dứt bạc ngữ ngôn vậy. Đa tự môn, vì nhập vào các pháp như tướng bất động vậy. Dạ tự môn, vì nhập vào các pháp như thiệt bất sanh vậy. Tra tự môn, vì nhập vào các pháp chiết phục bất khả đắc vậy. Ca tự môn, vì nhập vào các pháp tác giả bất khả đắc vậy. Ta tự môn, vì nhập vào các pháp thời gian bất khả đắc vậy, vì các pháp thời gian lay chuyển vậy. Ma tự môn, vì nhập vào các pháp ngã sở bất khả đắc vậy. Già tự môn, vì nhập vào các pháp khứ giả bất khả đắc vậy. Tha tự môn, vì nhập vào các pháp xứ sở bất khả đắc vậy. Xà tự môn, vì nhập vào các pháp sanh bất khả đắc vậy. Bả tự môn, vì nhập vào các pháp bả tự bất khả đắc vậy. Đà tự môn, vì nhập vào các pháp tánh bất khả đắc vậy. Sa tự môn, vì nhập vào các pháp định bất khả đắc vậy. Khư tự môn, vì nhập vào các pháp hư không bất khả đắc vậy. Xoa tự môn, vì nhập vào các pháp diệt tận bất khả đắc vậy. Đá tự môn, vì nhập vào các pháp hữu bất khả đắc vậy. Nhã tự môn, vì nhập vào các pháp trí bất khả đắc vậy. Tha tự môn, vì nhập vào các pháp tha tự bất khả đắc vậy. Bà tự môn, vì nhập vào các pháp phá hoại bất khả đắc vậy. Sa tự môn, vì nhập vào các pháp dục bất khả đắc vậy. Ngũ ấm như ảnh cũng bất khả đắc vậy. Ma tự môn, vì nhập vào các pháp ma tự bất khả đắc vậy. Quả tự môn, vì nhập vào các pháp kêu gọi bất khả đắc vậy. Ta tự môn, vì nhập vào các pháp ta tự bất khả đắc vậy. Noa tự môn, vì nhập vào các pháp chẳng đến chẳng đi chẳng đứng chẳng ngồi chẳng nằm vậy. Phả tự môn, vì nhập vào các pháp biên bờ bất khả đắc vậy. Ca tự môn, vì nhập vào các pháp tụ họp bất khả đắc vậy. Sai tự môn, vì nhập vào các pháp sai tự bất khả đắc vậy. Già tự môn, vì nhập vào các pháp hiện hành bất khả đắc vậy. Tra tự môn, vì nhập vào các pháp trong dạy bất khả đắc vậy. Đồ tự môn, vì nhập vào các pháp chỗ tột biên bờ nên chẳng diệt chẳng sanh vậy. Quá chữ đồ thời không chữ có thể tuyên thuyết. Tại sao vậy? Vì không còn có chữ vậy. Những chữ vô ngại vô danh cũng diệt, chẳng nói được, chẳng chỉ được, chẳng thấy được, chẳng biên chép được. Này tu Bồ Đề, phải biết tất cả pháp như hư không. Đây gọi là Đà La Ni Môn, chính là nghĩa của chữ A. Nếu Đại Bồ Tát nơi những tự môn ấn, A tự ấn này, hoặc nghe, hoặc thọ, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc trì, hoặc giảng nói cho người khác, thời biết rằng sẽ được 20 công đức. Những gì là 20? Được nhớ biết giai, được tàm quý, được tâm kiên cố, được chỉ thú của kinh, được trí huệ, được lạc thuyết vô ngại, dễ được những môn Đà La Ni khác, được tâm không nghi hối, được nghe lành chẳng mừng, nghe dữ chẳng giận, được chẳng cao chẳng hạ,
an trụ tâm không tăng không giảm, được thiện xảo, biết lời nói của chúng sanh, được khéo phân biệt ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ duyên và tứ đế, được khéo phân biệt những căn tánh lợi độn của các chúng sanh, được khéo biết tâm niệm của kẻ khác, được khéo phân biệt ngày tháng năm mùa, được khéo phân biệt thiên nhĩ thông, được khéo phân biệt túc mạng thông, được khéo phân biệt sanh tử thông, được có thể khéo tuyên thuyết thị xứ phi xứ, được khéo biết thân oai nghi qua lại ngồi đứng. Những Đà La Ni Môn, Tự Môn, A Tự Môn này gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy.